Rồi, ok, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Tốt Trường Lo Ron của mình em đây nha. Thì hôm nay đầu năm thì mình sẽ đánh Valheim với bạn. Rồi. Ở đây 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 dính dính dưỡng dính dưỡng. Lắc 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 lắc. Ok, vẫn hạ được cái mạng của Vlad các bạn. Rồi tiếp theo hai thanh niên luôn. Chơi luôn chơi luôn chơi luôn chơi luôn chơi luôn chơi luôn chơi luôn. Ồ, mình hết chiêu rồi. Ồ, muốn đánh mình hả? Đánh luôn đánh luôn đánh luôn đánh luôn đánh luôn. Ai. Chơi nha, chơi 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 chơi. Ok. Ồ, Van Hê kìa. Còn em xanh kìa. Lấy trụ luôn các bạn. Này thì mình sẽ dùng cái bộ trang phục là Van Hê thần tài nha các bạn. Đầu năm mà cho nó mới mẻ, đỏ đỏ tí tí. Xanh xanh nó đỏ cho em nhỏ nó mừng. Rồi, thì ở mấy video trước á, là mình có làm một số video mình cắt ngắn lại. Thì anh em coi anh em góp ý giúp mình ha. Không, mình biết là cái phần mấy video đó thì mình làm nó hơi bị lọc chọc tí xíu, chưa có ok. Nhưng mà anh em có gì anh em có ý giúp mình nha, để mình cố gắng mình hoàn thiện nha. Mình cũng đang cố gắng thay đổi theo cái sẽ là làm video nó ngắn lại tí, không không quá dài từ đầu đến cuối như những video như này. Ở sẽ kết không đánh mình hả? Thì sẽ kết không đánh mình thì mình quăng chiêu thôi bạn. Rồi, Vi lên nó hết chạy rồi. Rồi bọc đầu tứ phía ok, nhưng mà mình không không được mạng các bạn. Nhưng mà ở trên này đổi lại là Yuka nó lấy mất cái chỗ mình chơi của mình rồi. Rồi mình tiếp tục mình vào để mình cái bùa này của tay bạn nha, lấy luôn bùa này. Ok, mình chờ đẩy thôi. Đấy, có hơi lắc tí xíu như là anh em thông cảm nha. À, nhiều anh em nói mình là sao không đẩy lên FPS 60 á, thì do là cái máy mình nó cấu hình nó hơi yếu nên là anh em thông cảm nha. Tại mình hiện tại thì mình cũng đang cố gắng lên mình đầu tư nha các bạn, nhưng mà trong khả năng của mình thôi. Hiện tại thì mình giờ mình vẫn đang chơi ở 45 nha. Ui, rồi tí nữa mình lên bảng danh giá rồi, nhưng mà mình vẫn ăn được cái mạng của chim cút nha. Rồi, để tiếp tục về farm đường và lấy lợi thế thôi các bạn. Thì tem mình có lợi thế rất là nhiều, tại vì có bộ đồ Yudu với lại Van Hem nha. Nếu như mà Van Hem đi chung với lại Yudu thì nó sẽ không có matching bằng là Van Hem. À, đây 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 đây, tóc biến ngồi chơi nè. Rồi, ok, kẻ được mạng quá thơm. Van Hen đi với Yudu thì nó sẽ không có matching bằng Van Hen đi với Helen nhé bạn. Van Hen đi với Helen thì ôi trời ơi luôn tem bạn chịu nổi, mà tem còn có thêm Vera nữa thôi. Ba anh em này đi chung này khống chế rồi hồi máu rồi các kiểu, tem bạn khó thở lắm. Rồi Vera lên rồi lượm luôn thanh niên này chứ còn gì nữa. Đây nè đây nè, rồi mình quăng chiêu thôi. Rồi điện thoại cho mình luôn các bạn, quá xanh này. Giờ van là mình bây giờ có thể solo sòng thẳng với lại Yuka luôn nha. Nếu như có cái tốc biến nha, có cái tốc biến với cái hồ máu siêu cấp là đánh với Yuka là ngon lành nha. Nếu như còn họ không có tốc biến thì đánh cũng hên xui đó các bạn, chưa chắc thì ăn được Yuka. Thì Yuka có cái lớp cái chiêu hai bút lớp chất ảo nha. Ui nó đấm kìa. Rồi. Ui vẫn bị nó KS kìa, nhưng mà trả lại cái mạng thôi bạn. Đánh luôn. Trong này thì tem bạn là thấy mình bích banh heo với lại bích đánh luôn. Rồi ok thêm mạng nữa. Rồi đây mình có banh heo với lại Vera nên là tem bạn bích voi nha các bạn. Chú voi con ở bản đôn nha. Voi chính ngà nha. À voi voi này có như có hai ngà chứ không được như voi chính ngà như trong chuyện của Việt Nam mình nha. Voi hai nhà nhưng mà voi này là hóa giải không chơi rất là khó chịu luôn. Rồi bây giờ mình có cả bùa đỏ với bùa xanh luôn thì quá quá thơm rồi các bạn. Rồi mình bây giờ mình lên thêm cái rìu, cái rìu nữa là bắn cho sự kết là lết luôn nha. Đánh luôn. Chiêu đầy cái này đánh luôn. Ừ ôi thằng voi nó kìa, thằng voi nó
nó quá dễ hết mấy bạn, nên là mình nãy giờ mình không có làm đoán làm chậm được. Rồi về tới gì để bắt vũ ca nè. Rồi ui tưởng tượng kìa, lỏ thì chứ sự kết nãy giờ nó ngâm nghe, nãy giờ bị mình bắn quá trời rồi nó ngâm nghe, nó bây giờ nó muốn bắt mình nữa bạn, nhưng mà rất là khó nha, tại vì có Vega với lại Yulu ở đây thì rất là khó để bắt mình luôn, với lại mình có cái rìu nữa mấy bạn. Bây giờ sự kết vào đấm một cái mà không đủ đam mà muốn lui ra cũng khó lắm, 2k4 chí mạng này. Giờ mình coi cho support với lại mid mình đi chung nha. Nhưng mà việc cái khó là tên bạn có chú voi con. Nè, nước bụi để tên bạn ra nè. Rồi. Ui, thằng sẽ kết đâu vậy? Ôi. Đông như vậy? Ôi, bắt đầu thua thiệt rồi. Gaga kinh công lẹ, kinh công lẹ thôi, tên bạn nó kinh công. Tên bạn nó rất khỏe luôn nha. Rồi, ok, gõ đường gáp rồi kìa. Thì mày vừa có băng càng, mày vừa có hóa giải không chế nó, ui nó ăn kìa. Thôi không ổn rồi. Mà theo mình vẫn lợi người hơn. Và cái mới tổng thì sẽ lợi hơn các bạn nha. Yuka ở trên rồi, ép luôn. Sự kết này, sự kết nè. Ôi có giải, ô vừa ra chạy được. Ok. Tên mình về mình sẽ cố gắng mình à. Mình tham nhé bạn. Trận đầu Yuka luôn. Mới coi thành công này là thấy không ép được và rất là khó nha. Rồi mình đấu sai rồi. Con van này thì hiện tại là mình thấy là đánh trong đấu giải là đánh rất là nhiều luôn nha các bạn, được bích rất là nhiều luôn, giống kiểu như hot pick vậy đó. Gồng đi. Rồi ok, có cả bù xanh bù đỏ luôn thì quá khó chịu luôn, mà coi thêm cái rìu nữa thôi. Ôi này mà ăn chắc chỉ có mà lết thôi. Chỉ có ra đây nè. Dí luôn. Đây, thằng Yuka nè. Dí đó. Ui, thằng gáp rồi, xong thằng gáp rồi. Ok, dí Yuka luôn. Mình còn tóc biến nha. À, thôi, chờ hồi chiêu 2 là lụm nha. Tóc biến lên trời rồi, ok. Đoán kiểu này Yuka sẽ chạy nổi, cơ động cỡ nào cỡ cũng không chịu nổi chứ. Ôi, phải này chắc win luôn rồi mấy bạn ơi. Win luôn rồi còn gì nữa. Voi chạy rồi, cũng không chạy nổi đâu bạn. Rồi có giải luôn. Rồi phải này sẽ có lết nữa, bạn thấy lết không? Ôi lết không nổi luôn. Rồi win. Ok rồi, chúc các bạn một năm mới thật vui vẻ nha, an khang thịnh vượng và có nhiều niềm vui trong cuộc sống cùng với gia đình nha. Ok, gia đình, bạn bè và người thân. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye bye.